Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Worker và Hồng Phượng giới thiệu với tất cả mọi người sản phẩm của gia đình Worker Quốc Nghiệp, đó là cao sa thảo dược giang. Và bây giờ là 5 phút để mọi người có thể sở hữu sản phẩm này với mức giá ưu đãi. Cao sa thảo dược giang là sản phẩm của gia đình Worker Quốc Nghiệp đã có lịch sử hơn 30 năm rồi, và sản phẩm này đã được cơ nghiệp sử dụng từ năm 4 tuổi. Đúng rồi đó, sản phẩm này có thể sử dụng cho rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là đau cổ nè, đầu gối nè, lưng nè, khuỷu tay nè, thậm chí là chúng ta đau cổ vai gáy nữa. Chính vì vậy thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này, chúng ta sẽ cảm nhận được cái hiệu quả tức thời. Đặc điểm nổi bật nhất của cao sa thảo dược giang đó chính là độ thẩm thấu rất là nhanh. Phượng ví dụ nha, các bạn có thể thấy là vỏ cam này giống như là làn da của mình, và Phượng sẽ sử dụng cao sa thảo dược giang để xoa lên vỏ cam này. Và quý vị có thể thấy là chỉ trong vòng 3 giây thôi thì cao sa thảo dược giang đã thấm nhanh vào vỏ quả cam, giống như là thấm nhanh vào da của chúng ta vậy đó. Và quý vị hoàn toàn yên tâm, bởi vì cao sa thảo dược giang được chiết xuất bằng 100% thảo dược thiên nhiên, và điều này đã được chứng nhận bởi rất nhiều những giấy chứng nhận uy tín của Sở Y tế. Và mọi người có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cao sa thảo dược giang không giới hạn số lần sử dụng trong một ngày. Một ngày chúng ta có thể sử dụng từ 4 đến 5 lần, và một lần thì chúng ta có thể xoa từ 3 đến 4 lần tùy theo mức độ đau của chúng ta như thế nào nha. Sản phẩm màu đỏ này có giá là 189.000, còn chai màu xanh này chuyên dùng cho vùng cổ vai gáy. Đầu tiên thì chúng ta có một cái vi lăng như thế này, chúng ta có thể tự sử dụng được và chúng ta không cần nhờ người trợ giúp. Đây là một sản phẩm chuyên dùng cho những người văn phòng là ngồi máy tính nhiều, đau cổ vai gáy nè. Và sản phẩm này chỉ có 169.000 thôi, và chúng ta có thể sử dụng trong máy lạnh bởi vì cái mùi hương nó rất là phù hợp, nó không có gây khó chịu cho người kế bên. Ví dụ như là mùi bạc hà nè, mùi gỗ nè và mùi quế nè. Bên cạnh chai màu xanh thì đây là chai màu đỏ chuyên dùng cho những vùng da lớn. Thì quý vị có thể sử dụng chai màu đỏ này cho những vùng da như là bả vai nè, bắp đùi nè, lưng nè, chúng ta đau chỗ nào chúng ta có thể xoa chỗ đó, và không giới hạn số lần sử dụng trong một ngày quý vị nha. Và hôm nay thì chúng ta có một ưu đãi rất là hấp dẫn, đó là liệu trình cơ hội yêu thương với hai chai đỏ một chai xanh, giá gốc là 547.000, nhưng mà trong chương trình này chỉ có 481.000 thôi. Và chúng ta còn được tặng thêm một tiếp gel nè, một cây lăn nè, và đặc biệt hơn nữa chúng ta còn được Phi nữa đó. Mọi người có thể nhận cao sa thảo dược giang ngay tại chính nhà của mình. Điều này rất phù hợp khi mà chúng ta mua cao sa thảo dược giang để tặng cho bạn bè, người thân của mình. Đặc biệt là mua cho ba mẹ của mình sử dụng, bởi vì các cụ không cần phải đi ra ngoài mà có thể ngồi ngay tại chỗ để nhận được cao sa thảo dược giang ngay tại nhà. Hiện giờ Phượng nhắc lại nha, chai màu xanh đang có giá là 169.000 và chai màu đỏ đang có giá là 189.000. Cái giá này là một cái giá rất là trung bình mà tất cả mọi người đều có thể sở hữu cao sa thảo dược giang được, chỉ bằng 2 ly trà sữa thôi, nhưng mà rất là có lợi cho sức khỏe của mình. Và Phượng đang tưởng tượng tới việc là trong nhà của chúng ta nếu mà không có một chai dầu gió thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, đúng không ạ? Nhưng nếu mà khi mà chúng ta không có một chai cao sa này sẽ là một cái điều thiếu sót rất là lớn, bởi vì cao sa thảo dược giang có thể sử dụng cho rất nhiều những đối tượng khác nhau, từ trẻ nhỏ nè, người lớn tuổi nè, cho tới là các anh chị em văn phòng, cho tới độ tuổi vị thành niên, đa dạng các đối tượng sử dụng. Vì vậy mà mỗi gia đình của chúng ta nên sở hữu cao sa thảo dược giang ngay tại chính ngôi nhà của mình. Wow, anh nghe rất là nhiều tiếng điện thoại đang reo lên rồi. Mọi người hãy nhanh tay lên để sở hữu sản phẩm này. Tôi nhắc lại một lần nữa, combo yêu thương với hai chai đỏ một chai xanh thì chúng ta có giá là 481.000 thay vì là 547.000, và được tặng thêm một tip kem, một cây lăn massage, và đặc biệt chúng ta còn được miễn phí giao hàng. Và còn một điều quan trọng nữa là khi mà quý vị mua hàng trên video này thì quý vị sẽ được cam kết hàng chính hãng nha quý vị nha. Cam kết hàng chính hãng có nghĩa là hàng của chính gia đình của Worker Quốc Nghiệp, và chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu như mà quý vị sở hữu sản phẩm, nhận được sản phẩm không đúng như thông tin mà chúng tôi vừa mới giới thiệu. Và bây giờ thì xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, và nhớ cho Cơ và Phượng biết ý kiến của mọi người sau khi sử dụng cao sa thảo dược giang nha.